trên hình của mình đây là một cái bản đồ của trò Half-Life hồi xưa mình rất thích bắn luôn các bạn ạ. Đó là Mad Mansion các bạn ạ. Đây anh em có thể thấy nè. Đó, và mình tính làm một cái map. Map này ở trên cái thiết kế bản đồ của Free Fire các bạn ạ. Và bây giờ thì chắc là sẽ thử thách khoảng tầm 24 tiếng ngồi làm Mad Mansion. Chào mừng tất cả bạn đã quay trở lại với kênh của iMobile. Hôm nay thì tôi sẽ làm một cái map. Các bạn ơi, tôi bị nhiệt miệng á nên là nói chuyện hơi bị khó khăn một xíu bạn ạ. Nó nhiệt mà nó sưng cái lưỡi tôi lên luôn các bạn ạ. Coi à. Không biết là tôi nói chuyện giống như là bị đớt các bạn. Và các bạn có thể thấy trên hình của mình đây là một cái bản đồ của trò Half-Life hồi xưa mình rất thích bắn luôn các bạn ạ. Đó là Mad Mansion các bạn ạ. Đây anh em có thể thấy nè. Đó, đây. Đây là toàn bộ cái thiết kế của một cái map mansion, có một cái nhà và ở hai bên ở ngoài là phe cảnh sát, còn ở phía trong là phe cướp. Thì nhiệm vụ của cảnh sát là sẽ đi vào trong giải cứu con tin và tiêu diệt hết tất cả cướp và sau đó đưa con tin ra ngoài. Ra gì đấy? Và mình tính làm một cái map. Map này ở trên cái thiết kế bản đồ của Free Fire các bạn ạ. Và bây giờ thì chắc là sẽ thử thách khoảng tầm 24 tiếng ngồi làm map mansion. Oh my god. Let's go. Rồi. Thì các bạn cũng có thể thấy là mình đã xây một cái kiểu cơ bản rồi các bạn ạ. Cơ bản là cái nhà trong map mansion rồi. Nhưng mà bây giờ mình muốn đập đi xây lại toàn bộ các bạn ạ. Ok. Trong khi xây thì mình sẽ không nói gì hết nha mọi người. Tại vì đau miệng quá. Thử thách 24 giờ bắt đầu. Ok mọi người, và như vậy thì mình đã mất khoảng tầm 1 tiếng để mà làm xong cái map này. Được. Sau một chút cho các bạn xem về cái hình ảnh của map nha mọi người. Đây, nó sẽ như thế này. Đây là cái map chính rồi các bạn. Đấy, và phía này xây mệt lắm các bạn ạ. Ô là trời.
Nói chung là mình chỉ còn đặt được khoảng tầm là 200 vật phẩm thôi các bạn ạ. Và mình sẽ cố gắng tối ưu vật phẩm, làm sao để mà có thể đặt được nhiều vật phẩm nhất. Và mình muốn là mình sẽ custom thêm cái map này. Thay vì là mình sẽ để bình thường như thế này thì mình sẽ custom thêm để xem coi nó có thêm option gì hay không. À, còn thiếu một cái ống khói các bạn. Ống khói đây, ống khói trên này các bạn. Ống khói nằm ở đây. Ta lấy cái gì làm ống khói đi ta? Ai mà biết được. Có cái gì ống cái ống khói không vậy? Trụ này vậy hả? Thôi trụ này đâu có giống. Hay là cái toilet này nó giống ống khói không ta? Tao lấy mày. Xong. Trời, ta nói thiệt, AS Mobile đỉnh thế nha. Nhất bạn rồi. Rồi, giống cái ống khói chưa mọi người? Y chang. Rồi còn cái gì nữa không ta? Có cái nhà này ở đây. Rồi ở đây có thêm hai cái máy, hai cái trụ gì nè, hai cái trụ gì thôi ta sẽ trang trí cho nó giống luôn. Đây. Hai trụ này. Wow wow wow, đến. Hai trụ này người ta dùng để, các bạn biết dùng để làm gì không? Trong game á, trong game Half-Life á thì hai cái trụ này sẽ là hai cái để mà mình quan sát đối phương bằng camera á các bạn. Cái màn hình camera thì ở trên đây sẽ có một cái camera ở phía trên này. Map này á thì nó sẽ có hầm nữa nha mọi người. Nó sẽ có hầm ở dưới đây nè, một cái đường hầm đi từ bên đây qua tuốt dưới đây, nhưng mà thiết kế bản đồ thì mình sẽ không thiết kế được, nên là rất là khó để mà không có chui xuống đất để mà thiết kế bản đồ được. Nên là mình tính là nếu mà đợt tới mình có thời gian á, mình sẽ nâng cái nền lên. Có nghĩa là mình sẽ làm một cái nền cao lên và sau đó mình làm cái hầm ở phía dưới các bạn ạ. Nhưng mà vật phẩm bây giờ nó giới hạn lắm. Nếu như mà mình làm như vậy thì đây là mình làm một cái nhà nha. Mình tối ưu hết vật phẩm luôn các bạn. Nè, đây, chưa xong nữa nè. U là trời, ủa? Sao chỗ này nó bị gì vậy nè? Ok ok, xe lại. Mình đã tối ưu hết cỡ những cái vật phẩm của mình rồi các bạn ạ. Và nếu như mà tối ưu nữa thì chắc là không làm được gì luôn á. Đây, cái này là nhà, nó sẽ màu đen, màu xám đi. Rồi ok, đặt này. Rồi phía bên này, ủa? Sao ông nội nào lấy cái màu đen của tôi vậy? Rồi, màu xám. Ok, xong. Như vậy là mình đã hoàn thành xong một cái nhà. Và phía bên này nó còn bị trống một xíu nè. Thì mình đang cố gắng là làm một cái cửa ở đây. Khúc này thì mình đang tính là làm một cái cửa sổ. Thì đang tối ưu đồ vật phẩm lắm luôn. Nhưng mà thiệt nó tốn quá nhiều vật phẩm. Nội thất, đường ống, trang trí, cấu trúc. Hồi xưa là mình đỉnh cái map này lắm các bạn ạ. Hồi xưa là mình chơi map này hơi bị ghê các bạn. Bạn bị kinh rồi. Ok, cái này chắc được rồi. Cái này là để như vậy đi các bạn. Phía bên này là có một chỗ. Thì mình mong muốn là mình sẽ làm một cái lớp bánh xe ở đây. Đây, qua bên này đi các bạn. Đáng ra là chỗ này sẽ có cầu thang đi lên. Nhưng mà mình tận dụng là thành lớp bánh xe các bạn ạ. Đây, như thế này. Để nhảy thử. Người. Nhảy thử coi. Ok, vừa đẹp. Ghét đấy người. Vừa vô luôn. Wow, đỉnh. Nhưng mà cái nhà này, cái chỗ này bị lỗ to quá. Làm sao khắc phục cái chỗ này vậy ta? Để mình tìm cách khắc phục đã. Đây, ở đây một trụ bê tông nè. Đấy, trời ơi má. AS con le le ơi. U là trời. Sập biếu đi phùng luôn các bạn ạ. Rồi, bây giờ đến phần là mình sẽ thiết kế mấy cái này nha mọi người. Đây. Rồi, mình cút tầm thêm đó các bạn. Làm cái cửa như thế này. Đấy. Trời. Đỉnh dữ trời. Không, nhưng mà cái cửa đó dài quá. Như vậy thì nó không giống cái map. Ok, như vậy là hình như là gần như là giống cái map ở phía dưới mình rồi các bạn ạ. Bây giờ thì bắt đầu làm hai bên ha. Một bên là cảnh sát, một bên là cướp. Trời. Ta nói nó đỉnh làm sao. Bây giờ sẽ là đây, đội đỏ bên này.
sẽ là bên này. Đấy. Rồi xong. À quên. Ở ngay cái góc này nè các bạn. Ở ngay cái góc này nó có một cái lỗ chó các bạn, cái lỗ để chui á các bạn. Thì mình sẽ làm một cái lỗ để chui luôn nha mọi người. Đấy, phía bên này là nó có một cái lỗ để chui. Nếu mà chính xác cái map bản đồ là nó như vậy các bạn. Ok, như vậy cũng được nè các bạn. Đó, hơi bị xịn sò. Rồi. Và như vậy phần thiết kế map của mình đến đây cũng đã kết thúc rồi. Nếu anh em nào có cảm thấy hay thì đừng quên để lại cho mình một like, một lượt chia sẻ. Ai chưa đăng ký thì nhớ bấm nút đăng ký nha. Mình đã thiết kế hoàn thành xong được một cái map và nó gần như là khoảng tầm 90% bản chính rồi. À, còn một cái nữa là mình sơn màu lên nữa là xong thôi các bạn ạ. Mình đang dự tính là mình sẽ sơn màu lên cho nó cùng màu một xíu, cho nó đẹp bên đây. Ok, đấy. Thấy cái nhà nó đỡ đỡ hơn rồi xíu. Đẹp đẹp hơn xíu rồi các bạn ạ. Đấy. Ôi ok, xong rồi. Nghỉ thôi. Hôm nay đã là một ngày quá dài rồi. Mình sẽ bắn cái map này sau nha mọi người. Bye bye mọi người nha. Xong rồi.